Tác hại của quả mướp là gì? Mướp kỵ với món gì? Mặc dù mướp cực tốt cho sức khỏe nhưng tác hại của quả mướp vẫn là điều bạn cần hết sức lưu ý. Mướp là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn từ món xào đến món canh. Chúng không chỉ có hương vị ngon ngọt, dễ ăn mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, khi ăn mướp vẫn có một số kiêng kỵ bạn cần biết để đảm bảo cho sức khỏe. Cùng xem công dụng và tác hại của quả mướp là gì. Thành phần dinh dưỡng của quả mướp. Quả mướp rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nhiều nhất vẫn là ở châu Á, không chỉ được dùng trong nấu ăn, mướp còn là nguyên liệu trong y học cổ truyền nhờ chứa nhiều dưỡng chất sau. Vitamin. Mướp là nguồn cung cấp vitamin C, A, B6, K và folate. Khoáng chất. Mướp chứa các khoáng chất như canxi, magie, kali, phốt pho và sắt. Chất chống oxy hóa. Mướp rất giàu chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C, giúp chống lại stress oxy hóa và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính. Thành phần dinh dưỡng trong 100g mướp bao gồm: calo 55,9 kcal, carbon hydrate 14g, chất xơ 2,9g, đường 5g, vitamin C 5,7 mg, vitamin B6 0,1 mg, canxi 9 mg, natri 21 mg, kali 453 mg. Tác dụng của mướp là gì? Trước khi nói đến tác hại của quả mướp, hãy cùng xem loại rau này có những lợi ích gì. 1. Cải thiện tiêu hóa. Quả mướp chứa nhiều chất xơ, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ hỗ trợ nhu động ruột trơn tru, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột tổng thể. Ăn mướp thường xuyên sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, hiệu quả. 2. Tác dụng của mướp tăng cường miễn dịch. Hệ thống miễn dịch mạnh mẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên để cơ thể bạn chống lại các bệnh khác nhau. Quả mướp giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm vitamin C, A và kẽm nên có thể tăng cường cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể bạn. 3. Điều hòa lượng đường trong máu. Nếu bạn lo lắng về tác hại của quả mướp thì đây là tin vui cho bạn. Mướp chứa một số hợp chất giúp điều chỉnh lượng đường trong máu nên là thực phẩm lý tưởng cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh. 4. Làn da khỏe mạnh. Quả mướp là thực phẩm thân thiện với làn da. Hàm lượng vitamin C trong loại rau này có đặc tính nuôi dưỡng da. Nó thúc đẩy sản xuất collagen, giúp giữ cho làn da của bạn dẻo dai và trẻ trung. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của mướp còn giúp giảm kích ứng và đỏ da. 5. Tác dụng của mướp giúp mái tóc bóng mượt. Các vitamin và khoáng chất trong mướp hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của tóc. Vitamin A có trong quả mướp rất cần thiết để duy trì da đầu khỏe mạnh. Trong khi vitamin C tăng cường sản xuất collagen, góp phần giúp tóc chắc khỏe và sáng bóng. 6. Đặc tính chống viêm. Mướp chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Những đặc tính này hữu ích cho những người mắc bệnh viêm nhiễm, chẳng hạn như viêm khớp hoặc rối loạn da. Kết hợp quả mướp vào chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp giảm viêm và các triệu chứng liên quan. 7. Tốt cho người cần giảm cân. Do có lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao nên quả mướp là thực phẩm phù hợp cho người muốn giảm cân. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều. Ngoài ra, vì mướp ít calo nên bạn có thể ăn nhiều hơn mà cũng không lo tăng cân. 8. Tác dụng của mướp tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng kali trong mướp góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp. Khoáng chất này rất quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. 9. Cân bằng nước và điện giải. Quả mướp có hàm lượng nước cao. Ăn thực phẩm giàu nước như mướp có thể giúp duy trì cân bằng chất lỏng của cơ thể, điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng ăn nhiều để tránh tác hại của quả mướp. 10. Tác dụng của mướp tốt cho sức khỏe xương.
Canxi và magie có trong quả mướp rất cần thiết để duy trì xương khỏe mạnh. Hấp thụ đầy đủ các khoáng chất này sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến xương như loãng xương. 11. Cải thiện sự trao đổi chất. Các vitamin B phức hợp trong mướp, bao gồm thiamin, tribolan và niacin, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất hoạt động tốt là điều cần thiết để tăng cường năng lượng và duy trì cân nặng khỏe mạnh. 12. Sức khỏe mắt. Quả mướp rất giàu beta-carotene mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Loại vitamin này rất cần thiết để duy trì thị lực tốt và sức khỏe của mắt. Ăn mướp còn giúp bảo vệ chống lại chứng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và các vấn đề khác liên quan đến mắt. 13. Tác dụng của mướp tốt cho mẹ bầu. Hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là folate trong mướp có thể hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh và sự phát triển của em bé. 14. Tốt cho não bộ. Các vitamin B có trong mướp, đặc biệt là niacin, giúp hỗ trợ chức năng nhận thức và sức khỏe não bộ tốt hơn. Tác hại của quả mướp là gì? Quả mướp hầu như lành tính và không gây ra tác hại gì cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người có thể gặp vấn đề khi ăn mướp bao gồm: 1. Tác hại của quả mướp gây dị ứng. Những người bị dị ứng với dưa chuột cũng có thể bị dị ứng với mướp. 2. Tác hại của quả mướp gây vấn đề tiêu hóa. Ăn quá nhiều mướp có thể gây đầy hơi hoặc tiêu chảy ở một số người do hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra, do mướp có tính hàn, thanh nhiệt nên những người hay bị đau bụng không nên ăn quá nhiều mướp. 3. Tác hại của quả mướp gây ngộ độc mướp đắng. Tác hại của quả mướp có vị đắng còn dễ gây ngộ độc. Mướp bị đắng là do trong quả có chứa chất alkali glycosid. Đó là một loại độc tố thường có trong thực vật. Ăn mướp đắng nhiễm độc tố sẽ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, co thắt dạ dày, suy nhược và các triệu chứng ngộ độc khác sau khi ăn. Quả mướp kỵ với thực phẩm gì? Bạn không nên ăn kết hợp mướp và củ cải trắng. Mặc dù hai loại rau củ này đều có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại kỵ nhau. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, nếu nam giới ăn hai loại này cùng lúc có thể bị suy giảm chức năng tình dục. Tuy nhiên vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Ngoài ra, mướp và củ cải trắng đều có tính hàn nên ăn cùng lúc sẽ khiến cho cơ thể bị lạnh. Chúng sẽ gây ra sự khó chịu cho sức khỏe. Đó là tác hại của quả mướp bạn cần lưu ý. Rau chân vịt cũng là loại thực phẩm bạn không nên ăn cùng với mướp vì loại rau này giàu chất xơ và chất bột đường. Bổ sung quá nhiều chất xơ sẽ đẩy nhanh nhu động đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và dẫn đến tiêu chảy nặng. Gợi ý 3 món ngon từ mướp. Hãy cùng xem những món ngon từ mướp sau đây để bạn có thêm gợi ý nấu ăn nhé. 1. Lòng gà xào mướp. Mướp kết hợp với lòng gà sẽ cho ra một món ngon cực kỳ cuốn hút. Để chế biến món này, bạn chỉ cần phi tỏi cho thơm dậy mùi rồi cho lòng và mướp vào xào cùng cho đến khi chín mềm. Thêm chút hành ngò trang trí sẽ làm món ăn trông bắt mắt, hấp dẫn hơn. Độ dai giòn của lòng gà kết hợp với vị thanh ngọt của mướp sẽ tạo nên một món ngon tuyệt vời. 2. Nấm xào mướp. Nếu bạn muốn đổi vị cho bữa cơm hoặc ăn chay thì món nấm xào mướp sẽ rất thích hợp. Để có món xào bổ dưỡng và thanh đạm, bạn chỉ cần phi thơm hành rồi cho mướp vào xào cùng nấm hương và nấm kim châm. Chỉ nên xào vừa chín tới để giữ được vị giòn của nấm và mướp. 3. Canh mướp rau ngót. Mướp kết hợp cùng rau ngót nấu cùng tôm sẽ cho ra món canh vừa ngon lành vừa giàu dưỡng chất. Bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh tự nhiên của các nguyên liệu, bên cạnh đó là độ mềm dễ ăn. Món canh giải nhiệt này rất thích hợp để ăn trong những ngày trời oi nóng. Nhìn chung, mướp là loại rau bổ dưỡng mà bạn nên ăn. Chỉ cần lưu ý vài tác hại của quả mướp là bạn có thể thưởng thức an toàn.